Ngày 18 tháng 12, thị đoàn Trảng Bàng phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Nhân Tâm đến thăm tặng quà các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng. Tại chương trình, thị đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho các bệnh nhân, mỗi phần gồm gạo, mì, các nhu yếu phẩm và một bữa ăn sáng, tổng trị giá hơn 26 triệu 500 ngàn đồng do nhóm thiện nguyện Nhân Tâm tài trợ. Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhân, giúp họ có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục vượt qua bệnh tật, yên tâm điều trị và chuẩn bị đón một năm mới vui tươi, ấm áp.